Ê, xin chào cả nhà. À, mình đang có mặt tại thôn Khe Cua nhỉ? Thôn Khe Cua của phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang. Đấy thì vừa đi qua đây thì thấy bà con nơi đây đang làm cái gì rất là lạ. Làm cái gì bạn nhỉ? Làm nhà xe cho. À, đây là ông bạn mình ạ. Vâng. Hôm nay ông bạn mình thì là đang làm cái nhà xe cho các cụ. Đấy thì đây phong tục tập quán của người Cao Lan nhỉ. Đấy, có cái nhà sàn kia cả nhà. Đấy, đây là bạn mình. Mời cả nhà mình cùng hướng vào xem gia đình làm nhà xe như nào nhé. Nhà xe của người Cao Lan ạ. Vâng, xin mời ạ. À, thưa bà con, đây là ngôi nhà, một trong những ngôi nhà sàn còn lại của bà con Cao Lan ở tại phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang ạ. Thế là trước đây thì bà con ở nhà sàn thì rất nhiều, nhưng mà sau thời gian thì bà con cũng thay đổi và xây những ngôi nhà bằng gạch. Ở đây thì bà con Cao Lan với lại bà con người Kinh thì cũng là ở giáp gần nhau luôn ạ, chứ không phải là vùng sâu vùng xa gì cả. Thế thì hôm nay tôi cũng nhân cái dịp đi qua đây, tôi cũng vào thăm gia đình ông bạn. Thì là hôm trước ông bạn có điện cho tôi là tới đây là tôi cũng làm cái nhà xe cho các cụ. Thì ông bạn cũng mời tôi lên thì thứ nhất là thắp hương cho các cụ và xem gia đình, đại gia đình làm nhà xe gửi cho các cụ ở dưới âm phủ. Thì đã nghe nói là cái điều kiện của mỗi gia đình thì có gia đình thì lúc bố mẹ mình mất thì có điều kiện để mình làm luôn nhà xe cho các cụ. Đấy, nhưng mà có gia đình thì chưa làm được, thì để cũng là một thời gian có thể là có điều kiện thì các con cháu bắt đầu lại tập trung vào để làm nhà xe cho các cụ. Đấy, để theo tôi tìm hiểu ấy thì là để báo cáo bà con là cái theo cái bước đầu tìm hiểu của tôi thì là lễ làm nhà xe thì nó là cái nét đặc trưng văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc Cao Lan. Thì là Tuyên Quang mình thì tôi cũng không nói rộng, nhưng mà Tuyên Quang mình theo tìm hiểu của tôi thì ở các cái huyện của như huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên và huyện Sơn Dương, và ba huyện đều có rải rác đồng bào người Cao Lan sinh sống. Thì hôm nay tôi review video này thì cũng tại ngay cạnh thành phố thôi ạ, bởi vì đây là cái phường công nghiệp đầu tiên của thành phố Tuyên Quang, thì là đồng bào Cao Lan cũng sống ngay cạnh khu công nghiệp. Đây là những nóc nhà mà tôi đang chia sẻ với tất cả nhà mình. Trước đây ở đây là rất nhiều những cái ngôi nhà mà bà con sinh sống là ngôi nhà sàn. Sau thời gian thì bà con cũng chuyển đổi hết, là chuyển thành nhà xây, không ở nhà sàn nữa. Để mà review thì tôi thấy là từ trên cao xuống thì chỉ còn lác đác mấy nhà sàn nữa, không còn nhiều đâu ạ. Về cái quá trình mà định cư và phong tục làm nhà xe của dân tộc Cao Lan ấy, ở Tuyên Quang ấy, thì đồng bào dân tộc Cao Lan thì là một dân tộc nhỏ trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, có Tuyên Quang mình, Yên Bái, Bắc Cạn, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Bình Phúc, có các tỉnh đấy là đều là có đồng bào Cao Lan sinh sống. Về cái quan niệm của người Cao Lan thì trên cõi đời có ba nước: nước trời, nước của con người và nước âm phủ. Thì sau khi chết thì hồn lên trời và thể xác thì xuống đất. Chết không phải là hết mà vong hồn thì vẫn còn, vẫn cần phải nơi ăn trốn ở, nên phải làm nhà xe. Tiếng Cao Lan gọi là làn thai, làn thai tức là làm cho người chết cái mô hình ngôi nhà, có khung bằng nứa này, cắt giấy màu xanh đỏ tím vàng để dán trang trí các họa tiết hoa văn đẹp đẽ, rồi tổ chức các nghi lễ cúng tế, sau đó rước ra mộ hóa vàng để họ được sống muôn thuở trong ngôi nhà đó.
nhà xe thì đúng ra là theo như ông bà tôi chia sẻ thì là thường thường thì được làm sau đám tang vài ngày, thì diễn ra trong khoảng 5 đến 7 ngày, có nghĩa là trong cái quá trình làm nhà xe thì sẽ diễn ra trong khoảng 5-7 ngày. Xong thì cũng tùy thuộc vào cái điều kiện từng gia đình mà làm dài ngày hay là ngắn ngày, làm ngay sau đám tang hoặc là 1-2 năm sau mới làm. Là như chỗ anh ba tôi thì là bố mẹ anh thì cũng là mất mấy năm nay rồi, hiện nay chắc là mới bắt đầu có thời gian, có điều kiện anh em con cháu tập trung về để làm cho các cụ, làm bố mẹ và tôi đi mua nhà xe để gửi cho các cụ, cho bố mẹ luôn. Người ta có thể làm chung một ngôi nhà cho ông bà mà hay là bố mẹ, nếu mà không có điều kiện, có điều kiện có thể làm riêng cho từng người. Để tiện theo dõi và tìm hiểu xem cái phong tục tập quán của người Cao Lan thì mời bà con chúng ta cùng tập trung về đây để xem những hình ảnh mà hôm nay tôi quay lại. Gia đình đang làm ba cái nhà xe. Bây giờ nha, cũng vào để xem bà con người Cao Lan đang làm nhà xe như thế nào nhá. Xin chào các cô, các chị ạ. Đây, đang gắn đây đang trang trí nhà xe. Hôm nay ngày nghỉ nên là có cả các cháu về đông đủ nữa, làm nó nhanh. Chào các ông ạ. Phong tục này để các ông mới nắm được rõ. Các ông đang làm nhà xe ạ. Đây làm nhà xe đây. Dạ vâng. Ông đang làm nhà xe đây này. Dạ vâng. Ông đang làm nhà xe đấy. Như nhà xe mình thì làm khoảng mấy ngày thì xong không? Có 3 ngày đó. 3 ngày ạ? Làm cả ngày luôn đấy. Có được nghỉ không ạ? Có chứ. Ngân tưởng làm cả đêm luôn. Có nghề chứ. Dạ vâng. Vừa làm vừa nghỉ là 3 ngày điên. Bà con cùng theo dõi nha. Đây là bác trưởng. Xin chào các ông các bác. Vâng. Các bác đang cắt gọt rất là kỳ công. Toàn các ông cụ đẹp trai thôi. Đẹp láo. Đẹp láo chứ đẹp trai thì trẻ quá. Đây là mình cắt để trang trí ạ. Đấy để trang trí đấy. Báo đi hết rồi. Báo đây là xuống bậc báo trang trí chân nào. Cũng biết tôi vừa đơn đâu rồi. Như một ngày hội luôn đấy nhỉ. Đây là con trai. Cụ và chồng đây nữa. Con trai của cụ đúng không? Nhà xe thì tiếng Cao Lan mình gọi là gì ạ? Hay cũng vẫn là gọi là nhà xe ạ? Khai vô, của là khai vô. Ông nói lại này, con chưa nhớ. Như nào ạ? Làn thai. Làn thai ạ? Ừ. À, đấy. Người Kinh mình gọi là nhà xe, còn người Cao Lan gọi là làn thai ạ? Làn thai. Làn thai. Vâng. Ông lấy cái cây ông luồn ngang là đâu. Không nhỉ. Vâng. Không. Mê mừng tất cả mọi người. Tất cả mới thằng ở cái môi trường gặp đi là bị quắp xuống rồi. Quay, quay.
cháu sẽ quay từ lúc làm đợt đầu nuôi đấy. Không thể này là không quay mà là không được rồi. Lại bảo nó trốn việc. Không thể là phải quay trực tiếp luôn. Trốn việc. Thằng bác lấy cái cây bạc tắm. Làm xong nhà xe thì tốn mấy con lợn hả các ông? Nó khoảng 7 con thôi. 7 con lợn à? Xong nhà xe này cũng 7 con lợn. Bây giờ là cơ chế thị trường chúng tôi giảm xuống rồi. Còn trước là còn 12 ngày. Bây giờ trước là 12 ngày. Bây giờ 1 tuần ạ? Bây giờ là 1 tuần. Bây giờ là 1 tuần chứ cả nhà. Cả ngày cả đêm luôn. Vâng. Trước đây là 12 ngày liền làm nhà xe này. Nhưng bây giờ là giảm xuống thì còn 1 tuần nữa. Tưởng bây giờ ngày xưa là 12 ngày này 12.0, bây giờ là phải 15 ngày chứ. Bây giờ là tiến lên là 4.0 rồi, mình là làm nó rút ngắn xuống. À, chấm lên thì ngày giảm đi ạ. Làm 7 ngày thôi. Dạ vâng ạ. Còn cháu tập trung tất cả làm đúng 7 hôm mình làm xong nhà xe. Đấy. Quá hay. 7 ngày 7 con lợn. Mỗi con lợn hơn tạ. Vâng. Đây cả nhà. Đây là có 3 nhà xe ạ. Rồi cháu thấy có 3 nhà đi. Cái 3 nhà mình làm 3 nhà này tượng trưng như nào ạ? Tức là 3 nhà này thì một ông thì lại có 2 bà. À. Vâng ạ. Vâng. Thế là phong tục tập quán thì này đây là thấy có 3 nhà xe đang hỏi bác có bảo là ông có 2 bà cho nên là không phải 2 bà đâu. Không phải không ạ? Một bà mẹ. Một bà mẹ. Vâng. Ông đấy là con rể, con gái là bà ngoại nữa. À, vâng vâng, đúng rồi. Thế chứ. Nhầm lại hai vợ là nguy hiểm. Vâng. Thế là một cái là của ông, một cái của bà và một cái của con gái ạ. Một cái của bà mẹ. À, một cái của bà mẹ nữa. Dạ vâng. Vâng. Đây là một cái của cụ. Đấy. Đúng như này gọi là một cái là của cụ, một cái của ông, một cái của bà. Đấy. Đây cậu con trai. Quay tôi nha. Đấy, con trai. À. Quay tôi nha. Kín thế. Đây là phụ hồ bên trong ấy. Dán trong. Kỳ công nhá. Này nó gần như giống một cái nhà sàn đấy nhỉ. Anh bây giờ đi tầng. Quay lại anh ra bay đi bình đi. Bình đây cái này đúng tầng, thế này luôn. Tầng ngoài kia đấy là vâng. Trồng lên. À. Thế là đây là 3 tầng đấy nhỉ? 3 tầng. Vâng. Vâng. Bên đính là đúng rồi. Bên kia còn mấy tầng nữa. À đấy ạ. Bên kia là tầng chính ạ. Vâng. Vâng ạ. Vâng. Ở đây là gần như là nó gọi là một cái mô hình của cái nhà sàn của bà con người dân tộc Cao Lan. Đây là cái chóp nhà sàn này. Đấy, mái này. Đây bác ấy đang dán lên mái. Đấy. Mình có trực tiếp để vào hỏi an và ngắm thì mình mới biết được, mình mới nắm được rõ được cái phong tục tập quán. Cứ bảo làm nhà xe mình chưa hiểu là nhà xe nó như thế nào. Nhưng mà đúng là giống một cái dân tộc Cao Lan ấy. Giống một cái nhà sàn thật luôn. Nó không khác tí. Dạ vâng. Mấy sàn liền nhờ mấy tầng luôn. 2 này. Trên 3 này. Còn chân thì bên kia. Tầng gọi là tầng hầm ấy nhờ. Vâng, đây là tầng hầm. Vâng, tầng âm ấy bên kia, vâng, để sang xem tầng âm. Vâng. Vâng.
quay từ lúc dựng đến lúc nào thành công đến lúc nào thiêu nữa là ok. Sắp xong phần mái rồi. Lúc nào mà say say thì dán nhanh lắm đây. Các chị em con cháu là chuyên về dán. Bên này kỹ thuật. Việc nhẹ thì trẻ thì làm việc nhẹ nhỉ, phụ nữ làm việc nhẹ là đúng rồi. Dán đi hàng ơi. Quay hàng nhiều nhất thì. Quay cháu. Có. Trời đứng ở bên kia. Có chứ. Xem phần tầng âm ạ. Chào cả nhà nhá. Đây là gọi là tầng âm ạ. Đây là chân móng. Vâng, đây là dưới móng ạ. Vâng. Con đây. Dạ. Không ạ. Dưới móng. Cái móng mà nó tốt thì cái phần trên nó sẽ ổn đúng không ạ? Đấy, cho nên là cái phần móng là cái phần rất quan trọng đấy. Các ban lãnh đạo chủ yếu là làm phần móng thôi. Là người ta bảo là vững như kiềng ba chân mà. Đây con dâu này. Hôm nay mình làm là đến ngày thứ hai rồi ạ. Hôm nay ngày thứ hai rồi. Vâng. Thế là nốt ngày mai nữa nhỉ? Hôm nay vào nhà. Vâng. 3 ngày. 3 ngày nhưng mà cúng là 7 ngày ạ. Đúng ạ. 3 ngày làm nhưng mà tính cả ấy là cúng nữa là 7 ngày. Xong bắt đầu mới hỏa táng. Hỏa thiêu nhỉ? Rồi hỏa thiêu mới đúng. Đây là ba cái phần là cái phần móng dưới. Cả nhà mình nhìn cái nhà sàn bên kia thì biết ngay. Đấy, cái nhà sàn xa xa kia. Đấy. Cái nhà sàn kia chỉ có 2 tầng thôi, tầng móng và một tầng trên thôi. Đây là có 3 tầng luôn. Nó hoành tráng luôn. Chào bác nha. Bây giờ các kỹ thuật viên chuyên dán. Chuyên dán. Đây là kỹ thuật viên chuyên quét hồ. Đồng chí kỹ thuật viên bên trong này thì vất nhất mà chả ai biết đến này. Ở trong này có nhiều người cứ tưởng là đồng chí trốn việc đi đâu. Đấy, nhưng mà khổ các đồng chí đang ở trong này rồi. Quay nhiều nhiều một tí để mọi người biết là đồng chí là đang rất là bận bịu. Cắt chuyên cắt nhỉ? Chuyên cắt. Sửng cắt, sửng cắt. Chuyên cắt. Không. Chuyên cắt. Ai trưởng ban ở đây đấy? Ai trưởng ban nhỉ? Không có trưởng à? Không trưởng ban mà lại cứ làm nó êm ái đấy nhỉ? Thì chả thấy cãi nhau gì cả nhỉ? Đây chỉ là trưởng ban thôi. Ở bên trên chuyên cắt giấy. Mết vậy nhỉ? Không được cãi. Không được cãi. Cãi là dỗi là không làm ở đây. Quang là không gặp không cắt nhất. Ôi, cảm ơn. Rồi. Sang bên mình này tí nhỉ. Đấy, trong này cũng 2 thợ này. Bên này có vẻ là đông nhân công hơn nhỉ. Chào các chị nhá.
khéo tay quá, ai cũng biết làm. Văn Phương, đúng tên không nhỉ? Đúng tên Văn Phương không? Đúng rồi. Thợ hồ, thợ rán. À, thợ cả. Ui trời, thế gì? Đồng chí thợ cả. Bên này thợ cả có cả thợ phụ nữa. Bên kia thì chả cả chợ phụ rất nhỉ. Như mình đeo khăn vàng này là như nào? Là chát ạ? Vâng ạ. Khăn trắng là cháu ạ. Đúng ạ. Đúng rồi. Họ chặt rồi thế. Đây cũng chặt này. Chặt này. Cháu ạ. Đeo khăn mình hiểu được cái phong tục tập quán này mình mới biết được. Xem trực tiếp thì cũng không thích cả à. Vào sân bóng thì cũng đi xem màn hình. Chơi vất vả lắm mình đi được. Đây, được cả đàn nhà đây. Vất vả đấy ạ. Nhà à, đây là trưởng ban kỹ thuật. Ban thiết kế. À, xin chào đồng chí nhá. Xin chào đồng chí kỹ thuật. Tại vì vừa thấy đồng chí bên kia, đồng chí giới thiệu, bây giờ thấy đồng chí bên này thì chắc chắn là bên trưởng ban rồi. Trưởng ban kỹ thuật. Trưởng ban kỹ thuật ạ. Ôi trời, em chào anh. Thời ra mới thấy trốn đâu. Phải ông Thu không? Ông Thu phải vào một Thu ông mới đến. Báo cáo bà con là người dân tộc Cao Lan thì sống ở khu vực này cũng rất là nhiều. Ngay tại phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang thôi ạ. Nhưng mà để mà có những ngôi nhà sàn còn lại như này thì bây giờ rất là ít, không còn nhiều nữa. À, tôi cũng đưa vào đây cam lên để quay, để ngó xem là còn nhiều những nhà sàn hay không. Nhưng mà hiện tại là rất là ít, chắc là đếm thì cũng được tầm khoảng chục nhà thôi ạ. Như trước đây là toàn nhà sàn đấy. Đấy. Bây giờ là bà con là cũng cải tiến hết này, xây nhà mái bằng hết. Đấy, cũng nhà hai tầng hết. Ở đường xá ở đây cũng phát triển rất là tốt rồi. Đều là bê tông hóa hết rồi. Rất sạch sẽ. Tại vì ngay đầu thành phố luôn. Có xa đâu. Một cái phường đại diện, phường công nghiệp đấy. Phường này là khu công nghiệp của tỉnh Tuyên Quang luôn. Thì là đường bên này cách sang bên đường bên kia là đường vào khu công nghiệp An Hòa của tỉnh Tuyên Quang mình. Đây vật liệu thì chỉ có những tre lứa này. Tôi nhìn thấy là tre lứa, tre này, lứa. Này. Lứa này có dễ mua không bác nhỉ? Lứa này chỉ trả trên nồi. Vâng ạ. Dễ mua này nhỉ? Vâng. Còn đây là mai ạ. À? Vâng, tre lứa mai. Tre lứa mai. Vâng, ba thứ ạ. Tre lứa mai này, giấy này, hồ này, giấy này nhiều ạ nha. Hoa rủ, đặc sản hoa rủ đấy ạ.
ba cái nhà này thì là nó đều giống nhau hết à Vui? Như nhau hết à? Đi lấy cái giấy khác sáng. Ba nhà đều như nhau như này, không có phân biệt như của đàn ông hay là của đàn bà. Nhưng mà bây giờ là thành của ai, ra của ai. À. Nhưng mà của ông của bà chắc nó phải khác nhau như nào. Đây khác cái màu giấy đây. À giấy khác. Giấy đỏ đây. À. Đỏ tím đây là của ông ạ. Của đỏ là của ông. Đỏ của ông. Đỏ đây này. Của đàn bà. À đây đây. Giấy dán nó cột đây này. Vâng, đây có nghĩa là trong này nó có cái hai cái cột đây cả nhà. Đây. Tên tuổi đây rồi. Vâng. Tên tuổi đây là chữ nho đây cả nhà. Đây có mác đây rồi. Vâng, mác tem đây rồi. Tem đàng hoàng. Cái này đưa điện thoại vào là kiểm tra thoát là biết mã vạch ngay đấy. Có mã vạch ấy. Đây cả nhà nhá, đây là có hai cái trụ này. Đây trụ đỏ này là của đàn ông này. À. Còn trụ nào là của đàn bà? Hai cái trụ hai phụ nữ nha. Đàn bà. Còn cái cột màu đỏ là của đàn ông. Nó khác biệt hoàn toàn luôn. Nó phải có cái sự khác biệt. Chứ làm sao giống nhau hết đúng không? Nó chỉ khác một tí thôi. Vâng, khác cái cột đấy là ác rồi, cột chính mà. Rất khéo tay. Từ cụ già đến trẻ em, từ đàn ông đến đàn bà, ai cũng rất là khéo tay. Dán trên mái rồi, bác ghế. Cún nhà nhà em đấy ạ. À. À. Xinh xắn nhỉ. Lùn thì kệ, xinh là được. Càng lùn càng đáng. Ai có bên chổi không? Cái này lắm. Thành mái rồi đấy ạ. Chiều nay đi. Tôi mừng đến quay mà nhảy á. Sao thành công nên quay cái đèn rồi. Quay cả cái nút nào. Đúng rồi, đây là cái đèn à? Đây cái đèn. Tối người ta lúc người ta làm phép người ta đốt lửa trong. Đây là các ông đang làm cái đèn đấy ạ. Đèn lồng đây. Đèn lồng đây. Đẹp. Còn trang điểm. Cái hoa cái ấy chưa. Đang gia công à, xong bắt đầu mới dán giấy ạ. Đây đây các ông các bác đang chế cái đèn này. Tối nay thắp sáng này. Bên ngoài sẽ dán những cái giấy màu nhỉ. Đấy, giấy nó hoa đẹp như kia. Cái hoa này nó chưa có đầu người. Ôi trông này thôi nhưng mà thời gian cho đẹp lắm. Đẹp lắm ạ. Vâng. Cho nó hoàn chỉnh nó mới được. Ừ, nó hoàn chỉnh đi. Không có chồng mới đẹp. Đẹp. Ừ, giờ quay này giờ chưa đẹp đâu. Chưa quay đâu. Chưa đẹp mà quay. Không nhưng mà lúc xong hoàn chỉnh thì quay phát nữa thì là phải quay từ đầu cuối chứ. Không bây giờ chưa ấy. Làm máy bay bấy trời cho nào nó xem chỉnh máy bay nào. Không mà chỉnh quay là phải quay từ đầu cuối. Chỉnh máy bay nào. Chưa đẹp. Hả? Nó phải còn đẹp đi nữa. Không dán nữa. Đây cũng là đèn lồng ạ. Đây là cái két sắt. Két sắt ạ. Két sắt tức là đem để đựng của ngoài. Bây giờ mới chưa làm, bây giờ mới bắt đầu làm cái bộ khung. Còn dãn giấy lên nó mới là thành cái két sắt. Nó nhiều cái như thế. Đây các ông là bao nhiêu giấy từ quan trọng của cải đặt cho vào đấy. Đây các ông đang làm két sắt. Thầy bây giờ mới làm phép đó là két sắt đựng của.
Cái sắt này bây giờ mới hàn khung thôi. Làm khung, chụp cứng rồi. Làm khung, đưa chơi xung quanh. Cái sắt này có khóa có không nhỉ? Có. Có mà, có cửa mà, đặng mà. Vâng, phải có khóa chứ. Các cụ còn cắt của chứ. Đấy, các bác đang chế két sắt. Đây két sắt ở dưới âm người ta lại dùng bằng nứa. Két sắt trên trần gian của mình thì là không đốt không cháy. Nhưng mà đây là còn đốt cho để còn các cụ đang dùng nứa đó. Các cụ đưa về ông cổ. Không có làm két sắt các cụ nặng quá không mà quay két lồng. Đây nhà xe gần như sắp hoàn thiện đấy ạ. Cái này là hoàn thiện hẳn đấy nhỉ, bác nhỉ? Không thiếu một thứ gì. Cái gòn mê bằng sao bà nói? Tại là chiếc nhà xe này là đã hoàn thiện, đã ngon lành. Ba cái. Xong chưa, xong rồi, cho cái này lên đi. Xong chưa? Xong chưa, cục vui ơi. Đang lắp ghép cái thứ này. Thấy mà căng cả nồi lưng, hôm nay lưng, hôm nay lưng. Đừng bắn nhau đi. Đừng vào đấy. Bắn nhau đi. Rồi. Nó sát rồi, nó sát rồi, cho bắn nhau chưa? Rồi, được rồi. Nó sát rồi. Thôi, thế thôi, đừng cho sát lắm. Cho sát không đi được. Được rồi, bắn nhau thôi, được rồi. Được rồi, được rồi. Nào, lên đây. Tập, 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 làm ăn bê gần nào để hao ăn bê hao trong lạc lắm mới làm được mày 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 đây là cái thứ hai đã được hoàn thiện. Bắt đầu chuẩn bị hoàn thiện. Sắp đến cái thứ ba. Sắp đến cái thứ ba rồi. Dạ. Quá đẹp.
bây giờ không nên nhìn thấy cái nứa đâu. Chả thấy nứa đâu. À, chuẩn bị đến cái thứ ba nhé cả nhà. Quay hướng nào đây ông Hương ơi? Cứ háo lông mà nào. Đây này, lúc nào đưa ra ngoài đưa máy bay quay thì quay tất để. Ui, nó đang thoải mái thiệt cao. Kiểu này bà con đang bắt đầu ghép từ cái móng này và đến các tầng. Thì là qua những cái hình ảnh vừa tôi quay thì bà con thấy thì là cái khung nhà xe thì được làm từ thân các cây nứa non như cả nhà. Chiều rộng khoảng 1,5m và dài 2,5m, cao từ 2,5m đến 3m. Thì là nhà được thiết kế theo kết cấu 2 hoặc 3 tầng. Đây như hôm nay tôi quay là nhà mình đang làm cho các cụ là 3 tầng. Nhưng là hai phần rời nhau đó. Phần đế thì có dáng hình chữ nhật dài khoảng 2,5m. Đấy, vừa ghép đấy. Rộng 1,5m, cao khoảng 0,5m. Khung nứa, các dán trang trí hoa văn họa tiết bằng giấy màu xanh đỏ tím vàng. Mặt trên thì đan phên được gắn với phần trên bằng các lỗ mộng và dây buộc. Tầng 2 và tầng 3 như là một lâu đài cổ kính đó cả nhà, rất là đẹp luôn. Cùng 3 mảng kiến trúc ghép liền, chiều cao khoảng 2m. Mảng chính giữa thì có những cột tròn ban công của vòm mái chớp. Hai mảng hai bên thì cấu trúc tương tự nhưng mà thấp hơn. Đỉnh hình nón được cắm quả chóp giống với lại quả dứa. Bốn góc chóp đều có tua rua trang trí. Bao bọc xung quanh thì cũng cắt dán hàng chục kiểu họa tiết hoa văn trang trí bằng giấy màu, kèm theo những chùm nhãn làm bằng bột gạo. Cái này tối không nối lại. Cái này nhỏ trông giống như quả nhãn này. Dạ, cả nhà trông cũng rất là đẹp. Ở trước ngôi nhà thì treo tranh thờ. Trước cửa chính thì đặt ảnh người được làm nhà xe. Cái này chắc là đến chiều khoảng tầm hơn cái gần tiếng đó thì họ chuyển lên trên. Họ làm lễ mua bán xong bắt đầu mới chuyển lên trên thì mới đặt ảnh thờ các cụ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ạ. Thì video tôi sẽ chia thành 3 phần. Phần thứ nhất là phần mà tôi vừa quay và giới thiệu với cả nhà về cái tập tục của người Cao Lan đi làm nhà xe cho những người đã khuất. Và thì là video đầu tiên tôi giới thiệu về cái chi tiết về cách làm nhà xe. Còn phần 2 là phần tiếp theo như thế nào thì trong ngày mai tôi sẽ quay và tôi giới thiệu với cả nhà về cái phần 2 phần tiếp theo sau ạ. Tôi sẽ chia thành 3 phần. Phần 1 là giới thiệu về cách làm nhà xe và làm nhà xe. Phần 2 là phần cúng lễ. Phần 3 là phần đưa ra để hỏa táng và hóa vàng ạ. Và đây xin cảm ơn tất cả bà con đã theo dõi phần 1 của video. Thì là mời bà con cùng xem, cùng chia sẻ và đăng ký kênh của Hoàng Hà để xem những video rất là thú vị của Hoàng Hà và những video sau nữa. Xin trân trọng cảm ơn.